là nồi nước lẩu anh mới vừa nấu xong luôn. Nước lẩu thì có cà chua, khóm, sả và các cái rau tạo mùi rất là thơm ngon luôn. Mình sẽ ăn với đầu cá hồi với bún với rau. Đây là rau ăn kèm với lẩu, mình ăn chung với lại nước mắm mặn có sắc một ít ớt vô cho nó hấp dẫn. Mời cả nhà vào bếp. Cả nhà hôm nay anh sẽ nấu lẩu đầu cá hồi, thì sẽ nấu như cái dạng nước lẩu Thái vậy đó cả nhà, chua chua ngọt ngọt. Thì ở đây anh có đầu cá hồi nè, đầu cá hồi mình đã làm sạch. Đầu cá hồi mà để mình khử cái mùi tanh hiệu quả đó thì mình sẽ dùng chanh nha. Mình sẽ cho đầu cá hồi vô trong một cái thau, rồi mình cho thật là nhiều chanh với lại một ít muối vô, mình ngâm. Mình ngâm xong rồi mình sẽ cạo rửa sạch và xả qua nhiều lần nước lạnh, và đảm bảo nấu lên là sẽ không còn một tí mùi tanh nào luôn, rất là ngon. Để nấu cái nước lẩu thì tạo cái độ chua cái nước lẩu thì hôm nay là Hạnh dùng me. Ở đây Hạnh có khoảng 80g me và đã ngâm nước nóng cho me nó nở ra như thế này rồi. Cho nước lẩu nó có những cái hương vị đặc trưng và thơm ngon thì Hạnh sẽ có một miếng khóm nhỏ như thế này, một gốc tư trái khóm, hai trái cà chua, ba cây sả, một ít lá trúc hoặc lá chanh. Nhà mình không có lá trúc thì mình dùng lá chanh cũng được, hoặc nếu không có hoặc không thích bỏ qua luôn không sao hết. Có một muỗng tương cà và một muỗng tương ớt, một ít tỏi tăm để lát nữa mình phi nha. Và ăn lẩu thì không thể nào thiếu bún. Và các cái rau đi kèm ở đây thì Hạnh sẽ có là rau nhút nè, rau muống nè, và một ít bông xo đũa. Thì cả nhà mình thích ăn rau gì thì mình ăn rau đó, mình có thể ăn kèm với lại cù nèo cũng ngon. Rồi bây giờ Hạnh sẽ bắt tay vô nấu nước lẩu nha. Hạnh quên giới thiệu là Hạnh có rau nêm, ở đây có ngò gai và một ít lá quế, mình có thể nêm với lại ngò ôm hoặc là cần rau cần cũng được ạ. Cây sả này Hạnh sẽ đập dập và cắt khúc ngắn. Cà chua và khóm, cà chua mình có thể sắc muối cao, khóm mình có thể sắc lát mỏng, hoặc cả hai cái này mình có thể bầm nhuyễn ra thì tùy thích. Hôm nay thì Hạnh sẽ cắt lát mỏng thôi. Cà chua thì Hạnh sẽ băm cho nó hơi nhỏ nhỏ thôi chứ không cần phải băm nhuyễn lắm ạ. Hoặc mình cũng có thể sắc muối cao luôn, mà để cho nó ra cái chất cà chua nó nhiều á, nó ra nhiều á, để nó đẹp cái nồi lẩu và nó ngon nữa thì Hạnh sẽ băm cho nó hơi nhỏ nhỏ. Mình sắc hột lựu cũng được. Nhỏ nhỏ như thế này là được rồi cả nhà, không cần phải bầm nhuyễn đâu nha. Lát nữa mình xào thì nó cũng sẽ nhuyễn ra thêm nữa. Giờ mình sẽ đi bắt đầu nấu nước lẩu nha. Hạnh sẽ cho vô trong nồi 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình sẽ cho tỏi vô mình phi. Mình sẽ cho cái phần sả đã đập dập cắt khúc vô luôn ạ. Sau khi cái phần sả và tỏi nó hơi vàng thì mình sẽ cho cà vô. Mình cho khóm vô luôn ạ. Mình sẽ cho cái phần tương ớt và tương cà vô luôn. Do mình không có dùng cái gói lẩu Thái á, cho nên là mình sẽ cho cái phần tương ớt tương cà vô để tạo cái độ sánh cho nước và cái độ thơm ngon cho nước cũng như là cái màu đẹp. Sau khi mà mình xào cho cái phần hỗn hợp này nó hơi nhừ nhừ ra rồi đó, khoảng 4 phút á, thì mình sẽ cho nước vô. Hôm nay hãy nấu nước lọc.
Nếu mà cả nhà mình có nước dừa hoặc là nước dùng á, mình nấu thì nó sẽ càng ngon hơn nữa nha cả nhà. Mình sẽ cho vô 2 lít nước, thì tùy theo cái khẩu phần ăn của gia đình mình mà mình có thể cho cái lượng nước cho nó tương ứng nha. Hôm nay Hạnh sẽ nấu lẩu cho khoảng 8 người ăn. Mình sẽ trừ hao nên mình sẽ cho thêm nửa lít nước nữa là 2 lít rưỡi ạ. Trong thời gian chờ cái nồi nước nó sôi thì mình sẽ đi sắc cái phần rau nêm để lát nữa mình nêm trong cái nồi lẩu, và mình sẽ làm điệu cho cái dĩa cá một tí nha cả nhà. Thì cái đầu cá hồi của Hạnh mua ở đây thì Hạnh ở miền Tây cho nên là đầu cá hồi này là Hạnh mua đầu cá hồi đông lạnh chứ không có được cái đầu cá hồi tươi. Chỗ của các bạn mà có đầu cá hồi tươi thì mình sẽ dùng đầu cá hồi tươi thì nó ngon nhất luôn. Và nếu mình mua đầu cá hồi đông lạnh thì mình nên mua những cái đầu còn mới, những cái đầu còn tươi. Đó là mình sẽ kiểm tra cái mang và cái con mắt của con cá, thì mình sẽ chọn những cái con cá mà nó có cái những cái đầu cá mà nó có cái mang còn đỏ hồng á, còn đỏ tươi á cả nhà, và cái con mắt ở trong, thì tức là con cá này nó, cái đầu cá này nó còn tươi, nó mới. Chứ mình đừng có mua cái loại mà nó đông lạnh, nó quá lâu quá cũ á thì mình ăn nó sẽ không có ngon nữa. Và Hạnh đã sắp cá ra dĩa rồi. Cá này hồi nãy giờ Hạnh cho vô trong tủ lạnh đó để giữ được cái độ tươi trong khi là mình chờ. Thì Hạnh sẽ cho lên đây một ít ngò đã sắc nhuyễn nè, để cho nhìn nó đẹp đẹp á, nó hấp dẫn á. Và sẽ cho lên một ít cái lá quế. Và mình có thể dùng một cái trái ớt không cay đó, mình cắt lên đây vài lát cho nó đẹp. Vào những cái ngày mà mọi người hạn chế ra đường đó, cả nhà quây quần tụ họp, thì mình nên nấu lẩu ha, hay là nấu những cái món gì mà ăn càng đông càng vui á, càng ngon á, thì mình nấu để cả nhà mình cùng thưởng thức ạ. Lẩu là một lựa chọn rất là phù hợp luôn. Cái nồi nước lẩu của Hạnh nó đã bắt đầu sôi nhẹ nhẹ rồi, thì Hạnh sẽ bắt đầu nêm gia vị nha. Hạnh sẽ cho vô đây 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Đối với những cái lẩu chua thì mình sẽ dùng ít bột ngọt thôi nha cả nhà. Và mình sẽ giảm cái lượng bột ngọt lại và mình sẽ nêm đường nhiều hơn một tí. Ở đây thì Hạnh sẽ cho 4 muỗng canh đường. Lẩu chua thì nó có phải có cái vị ngọt ngọt chua chua, cho nên là mình cần nhiều đường, và mình cũng nấu nhiều chanh đó, cho nên là mình còn nhiều đường để cho nó dung hòa lại cái vị chua. Hôm nay thì Hạnh nấu me, ở đây Hạnh có nửa muỗng cà phê muối Hạnh nấu me. Cả nhà mình nếu không nấu me hoặc không thích nấu me thì mình có thể nấu bằng chanh hoặc là chế tác mình vắt lấy nước nha. Rồi cái phần me này bây giờ mình sẽ cho qua cái rây để mà cho vào trong nước lẩu ạ. Mình có thể cho từ từ xem cái độ chua nó như thế nào. Nếu mà nó chưa có được chua thì mình mới cho thêm. Nhiều khi mình nấu không có quen là mình cho hết một lượt, mình ập vô để nó sẽ quá chua, mình sẽ rất là khó nêm. Rồi mình cứ nêm nếm theo khẩu vị ăn của gia đình mình nè. Mình nêm cho nó có cái vị chua ngọt đậm đà. Nhớ là phải đậm đà nha cả nhà. Một lát nữa khi nào mà cái lẩu này gần xong thì Hạnh sẽ dằn thêm một ít nước mắm nữa nha. Hạnh không có cho nước mắm ở giai đoạn này, tại vì mình cho nước mắm sớm quá thì mình nấu nó sẽ bốc đi hết. Nước mắm nó sẽ để lại cái vị chua, nó không có còn thơm mùi nước mắm nữa. Cho nên là mình sẽ cho nước mắm ở cái giai đoạn cuối cùng. Khi nếm thử thì Hạnh thấy cái độ chua và cái độ mặn nó đã có rồi, nhưng mà nó thiếu cái độ ngọt, cho nên là Hạnh sẽ cho thêm 2 muỗng canh đường nữa. Thì Hạnh là người miền Tây cho nên là ăn hơi ngọt. Nếu mà các bạn ở những cái vùng miền khác hoặc là mình không thích ăn ngọt thì mình có thể giảm cái lượng đường lại cho phù hợp với khẩu vị ăn của gia đình mình nha. Cả nhà xem clip, thấy clip hay và ý nghĩa, cả nhà cho Hạnh xin một nút like và đăng ký nha, cũng như là chia sẻ cho người thân bạn bè biết về cái kênh của Hạnh á. Do cái kênh còn mới cho nên là còn ít người biết, thì mong mọi người chia sẻ để Hạnh có động lực làm thêm nhiều clip mới hay hơn, hoàn thiện hơn. Và cũng mong cả nhà góp ý cho Hạnh để Hạnh có những cái kinh nghiệm để làm những cái video sau hay hơn. Hạnh có những cái thiếu sót gì, có những cái gì chưa đúng thì mong cả nhà cứ góp ý cho Hạnh. Kênh của Hạnh là kênh chia sẻ những món ăn ngon hàng ngày của gia đình, nên để giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các cô chú anh chị em và các bạn gần xa, chứ không phải là kênh dạy nấu ăn. Vì Hạnh không phải thợ nấu, cũng phải đầu bếp gì hết á.
Kênh chỉ là quay theo cái dạng cây nhà lá vườn thôi. Nhà Hạnh ăn như thế nào, nấu như thế nào thì Hạnh quay để chia sẻ, để tạo niềm vui với mọi người thôi. Cho nên là mong mọi người đừng có ném đá. Giai đoạn này thì mọi người đang ở trong nhà nhiều, cho nên là mình có thể giao lưu cùng nhau về những cái kiến thức về bếp núc nè, ẩm thực nè, để mình có thêm những cái món ăn mới, những cái món ăn hấp dẫn để mà phục vụ cho gia đình mình, để tạo cái niềm vui cho gia đình mình vào những cái ngày phải cách ly xã hội như thế này. Và mong cả nhà mình khi mà ra đường thì nhớ phải đeo khẩu trang nè, nhớ phải tuân thủ các cái quy định của nhà nước về phòng chống dịch Covid nè, và hạn chế tiếp xúc nơi đông người nè. Rồi về nhà thì nhớ rửa tay thường xuyên, giữ gìn sức khỏe, ăn uống nhiều chất để tăng sức đề kháng. Rồi Hạnh xin chúc cả nhà mình lúc nào cũng khỏe mạnh bình an. Để cho cái nước lẩu nó thêm đậm đà thì Hạnh sẽ cho vô đây thêm 2 muỗng canh, 4 muỗng canh nước mắm tổng cộng nha cả nhà. Thì Hạnh nhắc lại là Hạnh sẽ có 2 lít rưỡi nước nè, nấu với 100g me khô, ngâm cho nó nở mềm ra rồi mình lấy cái nước cốt me. Và 8 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, 4 muỗng canh nước mắm. Nói chung là mình cứ nêm theo khẩu vị ăn của gia đình mình, mình nêm cho nó chua, ngọt, đậm đà. Tại vì mình phải nêm nước lẩu cho đậm đà nha, lát nữa mình sẽ ăn với rau, với bún á, thì nó sẽ giảm đi cái độ đậm đà xuống. Cho nên là mình phải nêm trừ hao như vậy đó, thì khi ăn nó mới vừa. Rồi, sau khi mà nó sôi bùng trở lại đó thì mình sẽ cho ra nồi và mình sẽ chuẩn bị bún, rau nè, nước mắm nè, và cá nè, và mình sẽ ăn lẩu nha. Sau khi mình đã nêm nếm vừa ăn và nước lẩu nó đã sôi rồi thì mình sẽ cho nước lẩu ra một cái nồi lẩu. Sau khi mình đã cho nước lẩu ra nồi rồi thì mình sẽ cho vài cái lá chuốt vô. Mình có thể cắt nhuyễn lá chuốt này cũng được nha, nhưng mà tại vì ở nhà có con nít nhỏ đó, mình sợ nó gắp trúng cái lá chuốt mà nhuyễn nó ăn không được á, cho nên là mình để nguyên lá, mình chỉ lấy cái mùi thôi. Và mình sẽ cho một ít ngò gai vô, cũng như là vài lát ớt cho nó đẹp, và một ít lá quế, thêm một ít tỏi phi nữa cho nó thơm. Rồi món lẩu cá đào cá hồi của mình ở đây là xong rồi. Mình sẽ ăn chung với lại bún nè, kèm với lại rau nhút, rau muống và bông xô đũa. Mình có thể ăn với các loại rau nào mà mình thích nha. Và món lẩu của Hạnh ở đây là xong rồi. Cảm ơn cả nhà đã xem clip. Hẹn gặp lại cả nhà ở những clip sau.